Khéo kìa, khéo kìa. Con khéo ăn nát nick map. Con khéo ăn nát nick map các bạn nhé. Chết phá chảy đấy, biết luôn ạ. Sao lại có hack rồi, có hack khó chơi lắm. Rồi, chấp nhận. 11 giờ đâu. Không sao mà, cái mục đích của mình buổi tối nay chỉ test cái live stream về mạng các bạn. Còn về dọc 3 cái sáo này ngày mai mình lấy lại. Đó rồi. Dắm 3 cái sáo này là gì? Đấy. Rồi, thích trốn thích phản gì kì anh ạ. Em không quan tâm nhá, bây giờ anh ạ, em đã nót ké ạ. Bây giờ em tập trung chơi để có cái mạng của em nó như nào để em khắc phục. Đi về dẫn ná. Rồi, làm gì? Dắm 3 cái sáo này làm meo gì ở đời. Quan trọng là Lao có cái mảng của Lao là như nào ấy, để máy khắc phục, để máy live stream các bạn. Đấy mới chơi được đấy. Thằng này trốn rồi đi. Giúp mảng láng bay chay ạ. Pinh xanh mà nó láng thật đấy. Pinh xanh nó bằng láng nhỉ. Có pinh 22 chứ. Pinh 22 bằng láng. Thực sự là mình không biết cái lý do vì sao láng á. Quan trọng là mình như các bạn. Thằng nào khả nghi mới kể nó. Mình thì trận đấu của mình thì đứng mà đánh. Khi nào cái nhà chỉ của mình bể thôi. Đấy, có chửi, có tức, có bực mình thì cái trận đấu nó vẫn cứ diễn ra như vậy. Chỉ bằng mình cứ cố gắng hơn một chút. Đấy, chỉ bằng mình cứ cố gắng hơn một chút, lạc quan hơn một chút thì chúng ta sẽ có những cái trận đấu nó sẽ hay ạ. Các bạn đừng có chửi nhau thì mới mất trận đấu. Vì dù cái trận đấu đó mà mình chửi nhau thì chắc chắn sẽ mất trận đấu nè. Không nhất thiết là Toro đi rừng là không có cơ hội quý. Yên tâm. Tầm dư anh đánh cá, anh cắn sắp thương chuẩn vãi chay luôn ạ. Lao đang test một chút về chưa hiểu vì sao nó láng ấy này. Lao vẫn chưa hiểu sao láng ấy, chứ không mất công ngay mái lái lại láng tiếp ấy. Lao bên dư mà không tìm hiểu thì mái nó sẽ láng ấy. Man tan quả viên rồi anh ơi. Là sao ta? Đánh. Đấy. Rồi chào. Ui. Anh bá có mốt vàng nè. Game này thì anh quật cái bọn này ra bà luôn đi chi. Thằng bò chỉ cần mút sắp thương thôi, rừng để mình ăn nhó. Đấy. Trận đấu này thì thực sự mình không biết thắng hay thua ấy. Thẳng thẳng luôn, mình không biết thắng hay thua, mình sẽ đánh hết sức. Nhưng các bạn có thể nhìn ra được cái trận đấu này như nào ạ. Là nói chung nó rất rất nhân văn ở trận này ấy. Khi mà đồng đội đồ các bạn pick một vị trí như thế ấy, thì cái sự việc nó sẽ diễn ra luôn. Nó vẫn sẽ như vậy đó. Các bạn làm như thế nào thì cả tính chất sự việc nó cũng sẽ như vậy. Tốt nhất các bạn hãy cố gắng ấy. Các bạn cứ lạc quan một chút ấy, thì nó sẽ có một cái, mặc dù nó không thua được, nhưng nó sẽ rất là thoải mái hơn. Thấy với các bạn mà cứ chửi nhau ấy, các bạn mà chơi game cứ chửi nhau ấy, thì cái trận đấu đó các bạn sẽ quăng luôn. Đấy. Nên là mình không biết thắng hay thua, nhưng mà đấy một trận thua mình cảm thấy thoải mái. Đấy, cũng là một cái gì đấy thì các bạn có thể là có một cái gì đấy tốt hơn. Khéo kìa. Con khéo ăn nát nước mắt.
con theo anh Netflix Max các bạn nhé. Chết phá chảy rồi, biết luôn ạ. Ơ sao lại có hack rồi, có hack khó chơi lắm. Lao vừa về được tầm khoảng 35 phút. 1 phút setup lên kín. Con theo anh Netflix Max các bạn nhé. Tại sao lại nó có hack map xử về nhờ. Giờ dư ấy nhờ. Sao lại có hack sửa mấy? Mình không ngờ là có hack sửa mấy đâu. Tâm theo anh Matt là hack rồi cái phá để luôn. Thằng mũi thì anh không biết hack map hay không, nhưng mà thằng theo anh Matt 100% là hack nhé. Đấy, nó đánh chắc lắm, nó đánh kiểu lồ liều á. Chẳng tha VLV từ đâu. Đấy, nó đứng này nó bắn. Thấy mình chuẩn bị quá có lẽ ấy. Không, bé lẻ nó được đâu. Nó hack map mà. Nói chung đánh gặp hack thì về cái chuyện bé lẻ là bò nè. Bắt lẻ, bây giờ chỉ có bắt được con cá đi xí này. Bắt được cái con Jenna thôi. Bắt lẻ được hai con này đó, bởi vì hai con này không hack. Đấy này, con cái con SP anh nghĩ vãi chay. Cái con SP nó anh nghĩ lắm. Lui rồi sao? Ui giời lui kìa. Ui giời. Khổ lắm, đánh ví dụ bình thường thì cái trận thế trận này lao đi để lẻ quá chuẩn thôi. Thế trận 4 năm kìa. Ấy. Bây giờ nó lại con hack thì coi như là cải gọi là cải đi đây cải đây lẻ đi bỏ các bạn nhé. Thằng bú hack, thằng theo ăn áp hack, còn thằng SP của nó thì anh chưa biết hack hay không. Còn thằng Jenna và thằng cá đi xí thì không hack, hai thằng ấy thì không hack, nhưng mà chắc chắn là trong game đầu này có hai thằng hack. Còn tí mình của thằng nào hack hay không? Thằng Toro hack map thì nó sẽ không làm được cái gì này. Còn mùi thằng Zuka không biết có hack hay không, cái đó mình không biết. Chứ kiểm chứng, nhưng trong trận đấu này thì có hai thằng hack. Mẹ thằng theo anát nó đánh. Tao thề luôn, tao gặp một phát tao bật chảy nhanh nên tao quật mi luôn. Cái đi xí có băng xương nhá. Khó lắm, bây giờ anh vai bị ạ. Bây giờ ba bị sốc đám luôn á. Mình ngủ thì lại đi nấp bùi ạ. Hay bây giờ chỉ có một cách cho đập nhau trực diện với nó luôn á. Con nấp bùi nấp biết nó ăn thua em vì bo tụt như diều ấy phải bay ra luôn á. Khó, cái game này khó lắm. Con theo ăn nát với con Galaxy đi. Ăn cấu bơ nhau không vào được. Anh con giáp với xính này. Anh tâm thị yếu lắm. Thank you.
Tím tím là thân theo anh đắt con hơi xinh nhá. Bây giờ chỉ có cách nó đánh nhau với nó thôi. Đầy lẻ không được. Đấy, thì bắt được mùi anh trên ná mà anh trên ná thì không giải quyết được vấn đề gì luôn á. Tập trung này. Thằng Zuka mà chưa bá tốc biển phát một phát được. Wow, kiểu anh kia chết rồi. Qua wow, nó đánh từ tín như vậy luôn, nó thầy có hai thằng nó lao lên dữ gì luôn á. Đấy phải làm những cái pha như... ôi có mặt bàn có mặt đá sơn tím rồi các bạn kia. Không phải đâu, hack đấy. Tím nó hack ba thằng mà. Như thế này mới thằng được. Ôi trời, một trận đấu ba thằng hack chơi gì ạ? Thằng bù đáp để thằng theo ăn đáp, có thằng spế thì anh cũng biết như nào ấy. Rồi một lần nữa cho Lao, xin chúc cả nhà của buổi tối vui vẻ nha. Lao để một game mà Lao nghỉ này, Lao một game mà ta nghỉ nhá. Kiếp người thoảng quá một chút rồi bá hách các bạn ạ, nó như thế đấy.